Hello mọi người, hôm nay Diễm chia sẻ công thức làm bánh bông lan. Thì công thức này Diễm có điều chỉnh lại tí xíu cho cái bánh của mình khi nướng xong nó ít bị thắt eo hoặc là nó bị xẹp nhưng mà vẫn mềm xốp và rất là thơm ngon. Thì Diễm cũng thử nướng bằng cái bếp điện từ nè, mình xem là khi nướng xong nó sẽ khác nướng trong cái lò như thế nào. Thì bây giờ mời mọi người cùng vào bếp nướng bánh bông lan với Diễm nha. Để nướng bánh bằng bếp điện từ thì mình sẽ có một cái nồi nhỏ nha. Cái đường kính này của cái nồi này là 15 cm. Diễm sẽ cho vào đây khoảng một muỗng cà phê dầu á, rồi Diễm lót vào giấy nướng bánh để khi mà mình lấy bánh ra được dễ dàng. Thì cái cách nướng bằng cái nồi này thì Diễm coi được của Cooking Tree thì nướng bằng bếp ga thì Diễm thấy rất là ngon, nhưng mà Diễm không có bếp ga thì Diễm thử nướng bằng bếp điện từ xem nó ra như thế nào nha. Mình lót giấy thật là đều ha, mình thoa dầu thì mình dán cái tờ giấy vào nó dễ dàng hơn và lúc ra lấy bánh ra cũng dễ nữa. Về trứng gà thì Diễm có 4 trứng. Trứng gà mình sẽ để ở cái nhiệt độ phòng nha, cho trứng nó hết lạnh thì mình tách lòng trắng và lòng đỏ ra rất là dễ dàng. Diễm đông vô đây 3 muỗng canh sữa tươi ha, thì Diễm cân là được 50 g. Và một muỗng canh nước cốt chanh, mình cho nước cốt chanh như vậy giúp cái bánh mình nó có một cái độ ẩm và nó xốp rất là ngon. Tiếp theo là 4 muỗng canh dầu nha. Dầu mình dùng dầu hướng dương, dầu gì mà không có mùi nặng thì được. Mình không dùng bơ ha, bơ sẽ làm cho cái bánh nó nở rất là kém. Đầu tiên á, lòng trắng trứng mình sẽ đánh ở cái tốc độ trung bình ha. Máy của Diễm có 5 số thì Diễm đánh ở số 3. Mình đánh khoảng cỡ 10 giây cho cái lòng trắng nó bông lên tí xíu. Và mình thêm vô 1/3 muỗng cà phê muối. Có muối vô cho cái bánh mình nó đậm đà đó. Mình sẽ tiếp tục đánh ở cái tốc độ trung bình nha. Khoảng thêm 10 giây nữa thì bắt đầu mình sẽ cho đường vào. Thì đường cát á, Diễm có 100 g, mình cho vô từ từ ha, mình cứ đổ vô chậm chậm như vậy. Đổ vô mình quay cái đồ đánh trứng á, khoảng vài vòng rồi mình lại cho tiếp. Mình cũng đánh ở cái tốc độ trung bình nha. Cho đến khi mà hết đường thì thôi. Nhớ là đánh đều tay ha. Mình tách lòng trắng riêng ra như vậy thì Diễm thấy cái bánh của mình nó mềm và nó xốp hơn là mình đánh chung lòng trắng với lòng đỏ. Nhưng mà cái công thức bánh bông lan này thì Diễm làm giống như là cái công thức bánh bông lan hồi xưa mẹ Diễm hay làm á. Mình đánh cho tới khi mà mình thấy lòng trắng trứng nó bông đặc lại và nó có những cái vân lúc mình kéo lên như vậy nè. Thì là được nha. Cái này nếu mà gọi về cái chớp của lòng trắng thì nó là chớp cứng luôn á. Thì đánh cái này dễ lắm. Mình miễn sao mình đánh cho cái lòng trắng trứng mình nó bông, nó đặc, nó bóng lên như vậy là được. Sau đó mình lấy 4 cái lòng đỏ đó mình cho vào từ từ ha. Thì cho lòng đỏ vào thì mình sẽ bật cái máy của mình ở cái tốc độ thấp nhất nha. Máy Diễm có 5 số thì Diễm sẽ để số 1. Mình cho vào thì mình quay khoảng cỡ dài vòng nó khoảng 10 giây ha. Thì mình tiếp tục mình cho cái lòng đỏ thứ 2, thứ 3, thứ 4 vô. Diễm đã thử nhiều cái công thức bánh bông lan đó thì Diễm thấy á, nếu mà muốn làm bánh bông lan á, thì mình làm theo cái công thức này á, là Diễm thấy nó dễ thành công và nó ngon nhất. Còn những cái bánh như là chiffon, những cái bánh mà đánh lòng trắng riêng xong rồi trộn lòng đỏ với bột riêng vào á, thì cho cái bánh nó nhẹ, nó xốp thì ăn cái bánh bông lan nó sẽ ra một cái kiểu khác ha. Còn cái cốt bánh này á, thì mình ăn bánh bông lan không cũng được, hoặc là mình làm bánh kem cũng ngon. Hoặc là có thể mình cho thêm nho khô, trái cây khô vào trong cái bánh này mình nướng lên cũng rất là ngon. Sau khi cho hết 4 cái lòng đỏ rồi thì Diễm sẽ cho vô 100 g bột bánh nha. Diễm lưu ý ha, mình cho bột bánh nha. Nếu mà mình làm mà tinh bột bắp với lại bột mì mà đa dụng thì cái hàm lượng protein nó khác nhau, nó chênh lệch thì Diễm thấy cái bánh nó rất là dễ bị xẹp. Thì cho bột bánh vào mình chia ra làm khoảng 3-4 lần, mình sẽ đánh ở cái tốc độ thấp nhất luôn nha. Mình dùng cái cây đánh này, mình không có cần dùng cái phới, mình dùng cái cây quýt bột để mình trộn mỏi tay lắm. Mình cho vô mình đánh trực tiếp như vậy luôn, tốc độ thấp nhất thì Diễm thấy cái bánh nó vẫn ngon và nó không có bị xẹp đâu. Mình cứ rây bột vô từ từ rồi mình đánh nhẹ nhàng cho đến khi hết bột ha. Bánh bông lan ngày xưa mà làm thì nó chỉ xẹp thôi, ít khi nào mà nó bị thắt eo đồ như là bây giờ. Thì cái nguyên nhân là do cái bột ha, thì vì nếu mà cái lượng bột quá ít đó, nó không có đủ và lòng trắng trứng nếu mà mình đánh không có chuẩn thì cái bánh của mình nó nở rất là to ở trong lò, nhưng mà khi lấy ra thì nó bị xẹp. Vì vậy mà Diễm canh chỉnh lại cái lượng bột trong cái công thức này và Diễm thấy làm rất là dễ và cái bánh nó ra nó chắc chắn lắm, nó không có bị thắt eo hoặc là nó bị xẹp xuống ha.
Mình cho hết bột vào rồi á, thì mình đánh cho nó đều, không có cần đánh lâu nha, chỉ cần thấy bột thật là đều á là được rồi. Thì cái hỗn hợp á, sau khi Diễm cho bột vào á, thì nó không có bị xẹp xuống nhiều này á, nó vẫn còn rất là đặc nha. Đó, nó là như vậy. Thì mình sẽ dùng cái cây quết bột á, mình tém cái thành của cái thau lại cho nó gọn á. Mình có thể mình trộn xới lên tí xíu xem là ở dưới cái bột nó đã đều chưa. Rồi bây giờ mình sẽ múc một phần bột này, khoảng 1 phần 3 mình cho vô cái chén sữa nè, chanh với lại dầu đó. Mình khuấy cho cái hỗn hợp này nó đều tan tí xíu, rồi mình trộn vô lại cái thau bột dưới trứng thì nó sẽ dễ dàng hơn. Này mình không có cần trộn gì đòi hỏi kỹ thuật gì á, mình chỉ cần trộn cho nó đều là được. Sau đó Diễm cho vô một muỗng cà phê tinh chất vani, mình thích thì mình cho, còn không thích thì không cho cũng được. Cái bánh này có chanh á, nên nó khử cái mùi trứng nó cũng thơm lắm. Trộn cho thật là đều rồi mình cho vô cái hỗn hợp trứng và bột nha. Lúc này á, cho vào rồi á, thì mình dùng cái cây quýt bột đó mình trộn theo cái phương pháp fold nha, nhẹ nhàng xoay từng vòng như vậy xung quanh cái thau đó, sau đó trộn ở dưới, tại vì ở dưới nhiều khi mình cứ xoay ở trên thôi, ở dưới nó còn đọng lại cái bột nhiều lắm. Mình nhớ mình trộn cho thật là đều tay thì khoảng cỡ từ 1 phút á, cho tới 1 phút rưỡi á, là được. Khi mà mình thấy nó đều hết rồi thì mình sẽ cho vô cái nồi này mình nướng trên lò nha. Cho bột vô xong hết á, thì mình khỏi nhẹ khoảng cỡ từ 3 cho tới 5 cái cho cái mấy cái bọt khí to nó vỡ bớt á, thì cái bánh của mình nó sẽ mịn hơn. Cho cái nồi bánh này lên trên lò thì Diễm sẽ bật cái lửa là nhỏ nha, thật nhỏ luôn á, thì bếp Diễm có 9 số, Diễm sẽ để số 2, mình sẽ nướng đậy nắp ha. Thì theo cooking tree nướng á, thì nướng bằng cái bếp ga, thì Diễm nghĩ cái bếp ga nó có một cái khoảng trống giữa cái đế nồi và cái bếp á, thành ra cái bánh nó không có bị cháy ở dưới, trong khi mà Diễm nướng bằng cái bếp điện từ này thì nó sát quá đi và nhiệt nó chỉ ở dưới cái đế nồi thôi đó, nên thành ra cái bánh á, mình nướng xong á, là nó sẽ bị khét ở dưới cái đáy, nhưng mà Diễm cũng muốn nướng thử á, cho mọi người xem ha. Đó, sau 30 phút á, thì nó nở lên được như vậy nè, nó có những cái bọt khí á, to nổi lên trên á, và cái mặt bánh nó còn rất là mềm. Thì mình tiếp tục á, mình đậy nắp lại và mình nướng tiếp. Nếu mà cái nắp của mình nó bị động hơi á, thì mình lau cho khô nha. Sau 60 phút á, thì như vậy là mặt bánh nó vẫn còn chưa chín, nhưng mà tại vì ở dưới cái đế nó đã khét rồi đó, nên thành ra Diễm lấy một cái tờ giấy nướng bánh á, Diễm đậy lên trên và Diễm sẽ úp ngược lại, mình sẽ nướng cái mặt trên này cho nó chín vàng nha. Thì tại vì nó chưa có chín ở trên á, nên mình trút ra nó sẽ bị nhão tí xíu nha. Mình nhanh tay mình đặt cái bánh vô lại nha, hơi nóng tí xíu cẩn thận. Rồi mình lại đậy nắp lại và mình nấu tiếp ở cái lửa thật nhỏ ha, khoảng cỡ từ 7 tới 10 phút á, thì cái mặt dưới nó sẽ chín. Còn nếu mà mình dùng cái bếp ga á, thì Diễm nghĩ mình nên đợi cho cái mặt bánh nó khô á, thì mình lật lại á, thì nó sẽ ngon hơn. Thì cái này là Diễm nướng thêm 10 phút nè. Đó, thì cái mặt trên hồi nãy mình thấy nó còn sống nhưng bây giờ nó đã chín rồi ha. Thì mở cái bánh ra, bánh nó cũng rất là mềm ha, mềm và nó thơm. Nhưng mà tiếc một cái là tại vì cái bếp điện từ nên làm cho cái bánh của mình, cái đế nó bị cháy. Tí xíu nữa Diễm sẽ cắt ra. Bây giờ mình đi nướng bằng lò ha. Thì cái khuôn này cái đường kính của nó là 15 cm nha. Mình cũng lót giấy, Diễm để ý là nếu mà mình lót giấy thì cái bánh của mình nướng nó ngon hơn, lấy ra nó cũng dễ dàng hơn nữa. Mình cho bột vào khuôn, mình cũng khỏi nhẹ vài cái rồi mình cho vào lò mình nướng ha. Thì mình sẽ làm nóng lò nha. Làm nóng lò trước rồi mình mới cho bánh vào nướng. Mình đặt bánh ở rãnh giữa của lò, nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F. Mình sẽ nướng từ 40 cho tới 45 phút á. Khoảng 40 phút á, mình lấy cái cây gì nhọn nhọn mình xiên vô. Nếu mà mình rút cái cây ra, mình thấy cái cây nó khô ráo rồi á, thì cái bánh của mình nó đã chín. Hoặc là mình có thể nhìn cái mặt bánh nó vàng đều ha. Đó, đây này, Diễm lấy bánh đa, Diễm nướng cái này là 45 phút nè. Mình lót giấy nên mình lấy ra rất là dễ dàng. Bánh vàng đều, đẹp lắm ha. Diễm lật lại. Thì cái bánh này nó không phải thật là mịn xốp như là bánh chiffon, nhưng mà nó ăn nó có một cái độ ẩm, nó xốp và nó mềm ha. Mình để lâu nó vẫn mềm. Và Diễm thấy cái cốt bánh này mình làm bánh kem, ha, bánh bông lan, trà bông, trứng muối đều ngon, ăn không cũng rất là ngon. Đó, Diễm so sánh hai cái bánh ha, bánh nướng bằng lò và bánh nướng bằng cái bếp điện từ, thì mình thấy cái bếp điện từ nó bị thấp hơn tại vì nó bị cháy ở dưới đây nè. Cả hai bánh nó đều mềm ha, ăn cái vị thì
Diễm thấy là cái bánh nướng bằng lò thì tất nhiên là nó ngon hơn là cái bánh nướng bằng bếp điện. Để Diễm cắt cái bánh bằng lò ra nha. Bánh mềm lắm và rất là xốp. Mình nhìn những cái bọt khí ở bên trong của bánh nè. Nó không có phải là thật là to, nó mịn ha. Để Diễm cắt một lớp mỏng thì cái này Diễm nướng được 3 tiếng rồi đó, mình cầm lên vẫn còn rất là mềm và thơm, tại vì nhờ có mình cho chanh vào đó. Để Diễm cắt cái bánh nướng bằng cái bếp điện từ. Nó vẫn mềm ha, nhưng mà ở dưới là nó sẽ bị cháy như vậy. Tiếc là Diễm không có bếp ga, nếu mà Diễm có bếp ga Diễm sẽ nướng thử xem có đúng chính xác như là Cook Queen Tree hướng dẫn hay không. Đó, thì mình bỏ cái phần cháy này đi thì cái phần bánh còn lại của mình á, ăn cũng rất là ngon. Cái này á, thì nếu chừng nào mình không có lò nướng á, thì mình hãy làm cách này ha. Cái cốt bánh bông lan này thì nó xốp, nó mềm và nó thơm nha. Mình để qua ngày hôm sau cũng rất là ngon. Diễm chúc mọi người thành công với món bánh bông lan. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.